Giống y Mbappé luôn các bạn. Với hy vọng sẽ có một tình huống bóng nguy hiểm đến từ các cầu thủ cuối năm. Một bàn thắng ở trong hiệp đấu này có lẽ sẽ vô cùng quý giá với hai đội. Đá biên cho các cầu thủ cuối năm. Sút xa, rất căng. Rất đáng tiếc. Có lẽ cầu thủ của khối 3 hơi vội. Một pha hút bóng từ khu vực sân nhà. Đá biên cho các cầu thủ khối 3. Cú lăng đang xin bóng bên dưới rất nguy hiểm. Chút ra. Vâng, có lẽ là sau bàn thắng này thì trận đấu của chúng ta sẽ nóng hơn rất nhiều. Một sự quyết tâm cho cả hai đội. Cầu thủ số 19 của đội tuyển khối 3 đã là người ghi bàn. Một cú sút căng và bóng đập người cầu thủ của bên phía đội tuyển khối 5 và bay vào gôn.